I love you. Now you set my soul on fire. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review về sức mạnh mới của nhân vật ma thuật sư. Có được búp thêm một que thu thai nữa. Một cái que rất là hay. Nói chung là nó cũng là dân ba que mọi người. Nói cho vui thôi nha. Và dĩ nhiên là khi mà các bạn chơi nhân vật ma thuật sư, các bạn có ba que thu thai, các bạn sẽ rất là dễ dàng có thêm được thêm một sinh mệnh nữa để đỡ cho các bạn được một hit. Rất là ngon đúng không mọi người? Nó kiểu nó cũng na ná giống như là nước hoa của hương sư vậy đó. Rất là mờ lèm luôn. Tuy là không có bị ăn hit giật máu về hương sư, nhưng mà các bạn có thể dùng cái que thu thai này, các bạn đỡ tạo ra một cái ảo ảnh, và ảo ảnh sẽ đỡ cho các bạn được một đòn. Rất là ngon. Và hôm nay mình gặp ngư dân. Chán ghê. Thật sự rất là chán luôn. Gặp ngư dân thì thu thai không có tác dụng. Rầu muốn xỉu vậy đó. Nhưng mà không sao nha, cố gắng. Tại vì trận này mình có thêm một bạn gây xa. Thì cái bạn này, bạn ấy có thể đát xuyên tường. Cho nên là... Ui, cái hòm này bị lục rồi. Buồn ghê. Wow. Ô, cái máy này bị khóa đây này. Sốt hết cả ruột. Rồi, đi hấp thụ năng lượng coi. Mấy cái đồ chơi ấy thì nên là để dành khi nào mà có năng lượng các bạn hãy dùng nhá. Bởi vì là nó được búp. Ví dụ như ở đây. Trời ơi, nó đi qua vá nó mới đấm mọi người ạ. Tức ghê. Ê, mình đừng bơi được không? Chứ bơi nhiều tôi sợ á. Úi giời. Thanh niên bị lạc dấu. Bơi đi ạ. Qua nè. Nữa không ạ? May quá cái vùng nước không có ảnh hưởng tới mình. Hiện tại thì mình đang dùng nhánh 12 nhá, để mình lướt cho nhanh. Cái nhánh này mọi người cũng có thể để dành đến khi nào mà nước lên tận 99 ấy. Các bạn sử dụng skill để đát ra khỏi cái vùng nước đấy. Tiện thể là mình sẽ không bị tác động của nước gây ra, không gây sát thương luôn. Rất là ngon nha mọi người. Đây, vẫn còn bóng thì có gì mình lộn thêm một đường nữa. Trời ơi, ướt quá, ướt quá. Ui, nước. Biến đấy. May quá. Mấy cái ảo ảnh body block bả. Nè, ui da, bị ăn hit rồi. Đấy, các bạn có thể thấy là ma thuật sư được động vào, sờ mó vào rất là nhiều. Từ lúc mà ngồi ghế thì gây tàng hình, xong đến bây giờ có thêm một que nữa. Rất là ngon. Cho nên là bây giờ thì có thể nói là nhân vật ma thuật sư là một cái nhân vật có thể là được trọng dụng khỏe ở trong ranh luôn ấy. Úi giời. Ở đó chơi luôn đi má. Biến đi. Biến liền, biến liền. Để cho nước nó giảm xuống. Thực ra thì nên dùng súng lúc mà nó xài mình có năng lượng của cầu pha lê thì sẽ ngon hơn. Ui yeah. Ê, đồng đội nào mà hiểu ý tôi cho tôi thêm 3 que nữa đi. Ây da, thố nó nha. Đây là thứ gì rồi chứ không phải là thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật. Bơi, ừ đúng rồi đó. Cứ mỗi lần thấy bà rút dao về mắc cười ghê. Rút về để mà nhảy qua cửa sổ. Đấy, body block đâu có làm được cái gì đâu. Chôn sống ngay không cho ả đẻ trứng. Gây xa bên... Ui da. Ui. Trời ơi.
May làm sao mà gây sai bên kia là bắt được Hương Sư lên ghế một lần rồi, nhưng mà hồi sinh bằng quan tài. Sao nó đi nhanh dữ trời. Đáp, đáp. U là trời, đáp vô tường. Ít giời ơi. Ai rảnh đứng đó. Nè nè, tôi dụ nó rồi đập ván đó, tôi dụ đập ván đó. Dừa. Vì bạn xứng đáng. Cái quan tài của Tầm Liệm thì sẽ làm cho đồng đội, nhất là bà vua được lên ghế một lần. Được hồi sinh một lần chứ, nhưng mà không tính thời gian ngồi ghế, mình thấy nó cũng ngon phết, giống như ngồi ghế 3 lần vậy đó. Nhưng mà được ngồi có một lần, được hồi sinh một lần bằng quan tài thôi. Yeah. Úi giời ơi. Ê, ê, đồ chơi. Hay quá. Chỗ đúng là đồng đội tôi mà. Đúng là không uổng công tôi thương yêu. Ủa hết đồ chơi rồi hả? Hết đồ chơi rồi. Cứu tôi, hết đồ chơi rồi. Mình thấy cái map nhà thờ đỏ hay là cái map bên gì nhỉ? Gì ta? Bệnh viện Thánh Tâm. Đúng rồi. Mấy cái map đó cai cá sướng. Map này cũng được, cũng có cửa sổ, nhưng mà mình thấy hết thời rồi. Hết cửa sổ. À dạ. Ui may quá. Sao mà leo cửa sổ 4 chân vậy trời? Cứu tôi. Gì vậy? Ê cái đồ gì đấy? Ôi cái không có đủ bình. Ai da. Ui là trời ơi. Không có đủ bình tĩnh để mà sử dụng. Để mà lụm đồ luôn á. Giết ả Hương Sư đi, ả gần đai được kìa mọi người ơi. Gây sao ơi, cố lên. Hương Sư bay kìa. Ui vẫn cứu kịp luôn. Trời ơi. Không thể tin được ấy, còn một tí nữa là lên ghế bay luôn rồi. Rồi xong, mấy bạn ơi, hồi sinh đấy, cứu tôi. À, lên ghế lần đầu. Rồi, hai bà hầu bên kia đai rồi, nhưng mà lại sống dậy nữa. Nhất là cái cha Tẩm Liệm bên phe bên kia. Good job baby. Ôi chết rồi. Lụm đô. Ấy, chết rồi, nổ nước. Ôi tức ghê. Cứu lại đi, mình dùng bóng mình chạy nè. Xu ghê. Gì vậy, đấm gì vậy? Ôi cứu. Úi giời. Ê công nhận hai Tẩm Liệm khó chịu nhỉ. Nó cứ hồi sinh giống như là đồ chơi vậy đó. Đó. Có chết liền đâu. Rồi lại thả nhầm cái. Không vứt cái con robot đi. Để lại cái quả bóng. Rồi xong. Yeah thắng rồi nè. Hương Sư kiểu gì cũng lên ghế thôi. Hay quá thắng rồi. Nhẹ nhõm tâm hồn luôn á. Ok vậy là mình sẽ kết thúc video. À quên, mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho mọi cùng xem nha. Quên. Trận này cũng chưa được 10 phút đâu. Ok, mình đã quay trở lại với map Bệnh viện Thánh Tâm và chơi cái bộ Jack phiên bản mini nha mọi người. Ôi gặp Jack luôn kìa. Đùa chứ. Thực ra nhân vật này khắc chế được rất là nhiều Hunter. Ví dụ như là các bạn có thể thấy Jack thì các bạn có thể dùng phân thân để đỡ một đòn, à cắm mắt, đỡ một đòn gió này. Hoặc là bên móc thì các bạn có thể là dùng phân thân để mà chắn cho các bạn được một đòn móc rất là hay. Cho nên là nhân vật này mình thấy khỏe cực kỳ luôn.
máy lác thì có thể chơi như vật này, nó đỡ kiểu ui hay thế nhở, chém gió chúng kìa. Máy lác thì chơi như vật này cũng rất ok bởi vì cái hiệu chuẩn nó rất dài, không lo bấm hụt, đúng không? Cắm mắt, tôi đâu có ở đây, anh ở đây hoài đâu, cái hầm trong đây mắc gì tôi ở đây mà cắm mắt chi vậy. Thôi đi ra kia chỗ khác chơi. Khi mà mình sử dụng cái gậy phân thân thì cái mắt mình tạm thời nó sẽ không soi được mình đâu. Cho nên là các bạn nếu mà chạy được thì các bạn cứ thoải mái các bạn sử dụng que các bạn chạy. Rất là khỏe, có thể mang thêm một cái nhánh nữa xin là mất dấu chân ấy. Mà trận này mình mà cầm nhánh 6 đi cứu người, tại vì thấy có ba que nè. Dân ba que mà. Rồi. Đấy, thấy chưa? Đấy, cái ảo ảnh nó đỡ cho được một hít gió đấy. Không quả đấy là mình gục rồi đó. Rồi xong, dí bà mù luôn. Trời ơi, chết rồi. Bà mù bà ăn cơm thừa canh cặn của tôi rồi. Cứu tôi, SOS. Ngày hôm nay do là mình đi mua đồ hơi bị trễ cho nên không có về kịp buổi trưa đăng cho mọi người xem. Cho nên là chiều nay sẽ là hai clip. Đó. Ngày mai cũng sẽ tiếp tục như thế. Và ngày kia thì như thế nào thì mình chưa rõ. Thực sự ra mình cần rất là nhiều thời gian để mình có. Sau này cũng như thế, cũng sẽ cố gắng làm một cái không gian riêng cho bản thân mình. Không thể nào mà chung chả với ai được. Ồn ào. Gì ấy? Ui, mày thế nhở? 4. Ấy, trời ơi, thiệt á, không sợ ván luôn á, gớm ghê luôn á. Mà công nhận cái bách này của nhân vật Jack nhìn đúng ngầu luôn. Chỉ có cái là mình đánh gió dơ quá đi. Thường thường mấy ông bà Hunter toàn dùng tay trái đánh thôi, cho nên là mình thì thuận tay phải. Canh skill thì cực kỳ khó đấy chứ. Đó, mọi người thấy không? Khi mà mình tàng hình thì mắt đâu phát hiện đâu. Lúc mình hiện thân ra thì mới thấy này, người đã bị phát hiện. Rồi thấy ngầu không? Mà sao tim rớt máy chậm thế nhở? Mình thấy chậm lắm luôn ấy. À đúng rồi, tại lúc nãy cũng lôi máy bà mù nữa. Có biết đâu, Kai muốn chết. Ủa sao nó áp Kai đứng im chỗ rồi? Ủa cha nội Jack áp Kai đứng im chỗ kìa mấy má. Vậy thôi nha, chiến thắng là nhờ Hunter nha. Chưa biết sao giờ, nhờ Hunter áp Kai. Trời ơi, thật là vui quá đi. Mấy bữa nay trên đường rất là đông nha, bởi vì là nghỉ bù xong rồi bắt đầu là những cái đoàn xe họ về quê ấy. Đông lắm luôn. Ngày hôm nay mình đi mà đến nỗi xe máy thì chắc là họ đi từ hôm thứ hai gì rồi. Còn ô tô thì thôi, ngày hôm nay thôi luôn, xếp một hàng dài luôn, không qua đường được ấy. Có nhiều nó vẫn áp ca kìa. Có nhiều người kiểu họ tốt đó thì họ sẽ dừng cho mình qua. Chứ mình dừng xi nhan mình đứng giữa đường không má. Hai bên ô tô mình đứng giữa đường vậy đó. Nhiều người họ hiểu thì họ sẽ cho mình đi qua được miếng. Còn không ở đứng chờ cả buổi luôn. Khổ. Lắm lúc mà đi xe mà cũng phải liều thân mình giống như kiểu là Thôi cứ bò từ từ sang đi. Rồi họ đi từ xa kiểu gì họ cũng sẽ né thôi. Thanh niên. Nhưng mà biết làm sao bây giờ. Chứ không thì đến bao giờ mới sang được cái đường. Khổ vậy đó. Lúc đầu là mình nghĩ bà mù bà ở đây này. Xong cái bắt đầu là mình mới chạy vào, vòng lại vào trong nhà mình cai. Nổ luôn đi nó áp cai. Ai ngờ bà mù bà ở bên khu cai đâu. Khổ ghê. Múa nè. Đâu rồi? Đó, phân thân đang cái. Đó. Không biết ai là thật luôn.
Trời ơi, sướng quá. Hunter AFK chỉ có một trận thắng đã ghê. Thôi vô. Ok, vậy là mình kết thúc video clip đây nhá. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Và nếu các bạn thích thì đừng quên hội channel của mình. Và bye bye mọi người. Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ nha.